Thầy xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn tuyển tập chuyên Anh Sở Hà Nội. Là cái quyển này nè. Thầy đã hướng dẫn từ năm 2011 các bạn nha. Ở video này, thầy sẽ hướng dẫn năm 2022, 23 các bạn nha. Đề thi Sở Hà Nội, bạn nào muốn nghe làm tốt, các bạn cần đạt trình độ nghe gần C1 của các bạn. Và bạn chọn cái phần nghe CAE hoặc IELTS để luyện nha, để thi tốt các đề thi Sở Hà Nội. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn phần tiếp theo của đề thi nha. Các đề Hà Nội thầy không có phải nghe, nên thầy không có gửi cho các bạn được. Bây giờ chúng ta sẽ làm cùng với nhau các bạn nè. Nha. Thầy rảnh là thầy live nha bạn Ninh Anh. Thầy không có thời gian cụ thể. Thầy rảnh là thầy live nha. Rồi thầy cảm ơn bạn Quang Vinh nha. Còn nhiều bài vẫn xem live của thầy. Cảm ơn bạn Quang Vinh nha. Cảm ơn Việt Trần nha. Đó, thầy làm từng cái video ngắn để các bạn dễ theo dõi. Bây giờ chúng ta cũng trả lời của nhau nè. Đây chính là cái ghim bấm hoặc là thực phẩm nha, thực phẩm nói chung của con người đó, thực phẩm để ăn á. Rồi bạn có cái từ flexible đồng nghĩa với chữ này, đây chính là âm ờ nè. Rồi con trâu âm ờ luôn, sự nghiệp âm ờ luôn. Bạn chọn thầy có ba đúng nha, thực phẩm stable nè. Bạn Minh Hòa, bạn Tuấn Anh, đúng rồi đó. Tiếp tục nè, thầy có từ bảo tồn, đặt chỗ, cũng giữ gìn luôn, rồi quan sát. Bạn nào chọn thầy câu A đúng, thấy chưa, nhìn vậy em có bạn sai đấy nha. Thầy thấy bạn Lâm Phúc chọn một D trật lất rồi nha bạn Lâm Phúc. Thầy chuyển sang phần tiếp theo. Thầy chuyển sang phần tiếp theo. Câu số 4. Regretful vâng hai. Các bạn nhá. Denial vâng. Vâng mấy ta? Vâng hai các bạn nhá. Rồi cái từ châm biếm vâng hai. Các bạn nhá. Rồi bạn có cái từ thế tục vâng một các bạn nha. Cơ bản rằng các bạn chọn thầy của đề đúng này. Đó, thế tục. Thầy qua câu theo nè, event sự kiện, nhà tuyết vần 1, vehicle 1. Rồi bạn có từ past time vần 1 luôn. Bạn chọn thầy câu 5A đúng nha. Tiếp tục các bạn nè. Đó thầy thấy bạn Quang Vinh, Hải Minh, Vinh Toàn, Sách Cũ, Vũng Tàu, Việt Trần nha, Linh Trần, Hải Minh, Minh Hòa làm bài khá tốt. Câu 6 nè, vò rái vần 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 2. Rồi bạn có từ ướp thịt nè, đó vần 1, thuộc về hoàng đế vần 2. Rồi bạn có từ mờ ní vần 2 nè. Bạn nào chọn thầy câu B đúng nha. Ờ, câu B đúng. Xong các bạn nè. Xong. Tiếp tục thầy chuyển sang phần từ vựng ngữ pháp nha. Từ vựng ngữ pháp. Câu số 1. Tên trộm. Clear. Rời khỏi. Khi nó nghe. Bảo vệ tới. Clear out. Là rời khỏi. Còn câu A đó. Chửi ai đó. Cút đi. Câu B. Là dọn dẹp. Nha. Câu D, dọn dẹp cho nó sạch. Cái câu này là dọn dẹp. Chỗ nào để chỗ nấy. Đồ vật nào để chỗ nấy. Còn câu D là dọn dẹp cho nó sạch. Bạn chọn thầy câu câu C đúng các bạn nha. Câu C đúng. Ờ, câu C đúng. Tiếp tục các bạn nè. Nó
Rời đi, rời đi. Thầy qua câu số 2 các bạn nha. Câu số 2. Thầy chuyển sang câu số 2. Câu số 2 là một cái idiom các bạn. Câu số 2 có idiom. Câu số 2 chúng ta có một cái idiom. Và bạn nào chọn cái thầy cái idiom này đúng nha. Đây, idiom đúng nè. Bạn nào chọn thầy câu số 2 là câu A đúng. Không có lựa chọn nào đâu. Nếu bạn bắt gặp họ trộm lần nữa, sẽ không có lựa chọn ngoại trừ gọi cảnh sát. Bạn nào chọn câu B là sai nha. Câu B không có đúng các bạn. Thì tra điểm này. Bạn tra điểm này. Đây các bạn nhìn nè. Đây là cái idiom. There's no help for it. Không có lựa chọn nào khác nữa. Nha. Câu B là dầm đấy. Câu B thì không có for it. Thầy qua câu số 3 này. Câu số 3. Câu if loại 3 đảo ngữ. Quá dễ chịu luôn. Thầy chọn câu D đúng. If loại 3 đảo ngữ. Nha. Thầy phát hiện được đó bởi vì đây. Would have còn cái 3. Rồi chỗ này đứng đầu câu. Có từ hỏi nhưng không phải câu hỏi. Đó. Nếu chúng tôi không bị lạc. Nha. Nó sẽ là chuyến đi tuyệt vời. Câu số 4 thầy chọn câu D. Bởi vì chỗ này là nhấn mạnh so sánh nhất. Nha. Nhấn mạnh so sánh nhất. Thầy chọn câu D. By far nhấn mạnh so sánh nhất. Là những nhân viên tốt 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 nhất. Câu số 5. Thầy chọn câu D bởi vì là dù cho mình muốn giúp bạn về tài chính, giúp bạn thoát khỏi khó khăn, mình e rằng mình chả có tiền dư. Thầy không chọn câu C bởi vì là try as, phải đi với I might nha, nên thầy không chọn câu C. Mấy câu này bỏ qua bên. Câu số 6. Đây là một cái idiom trong destination C1, C2. Đừng có cho là. Đừng có cho là bất cứ ai nộp đơn cho khóa học thì sẽ có được cái chứng chỉ. Đó. Đừng có cho là. Các bạn nha. Câu 6 chọn thì cũng đề đúng. Thầy chuyển sang câu số 7. Bạn sẽ không chấp nhận mọi thứ. Cái thứ mà các chính trị gia nói ở cái giá trị bề ngoài. Giá trị bề ngoài. Giá trị bề mặt. Bởi vì họ thường cố gắng để muốn chiến thắng cái phiếu bầu. Câu 7 chọn thầy câu. Câu B đúng các bạn nè. Câu 7 chọn thầy câu B đúng các bạn nha. Câu B đúng. Rồi, câu B đúng. Thầy chuyển sang câu số 8 các bạn nha. Câu số 8. Câu số 8 nữa bác. Có vẻ đề thi chúng ta hơi nhầm. Nếu một cái kim cương được đun nóng mà không có oxy, nó sẽ biến thành cái sáp chì. Một hình thức của carbon. Đó. Một hình thức của cái carbon. Cái mà thì quá mềm đến nỗi nó được sử dụng như là chất bôi trơn. Cơ bản rằng đó các bác. Cơ bản á, thầy nghĩ rằng cái đề này á nó thiếu chữ này. Các bạn nha. Đó, thiếu chữ quýt trước các bạn. Thôi cho sao làm vậy? Bởi vì mấy câu kia nó đi trịch hướng nhiều quá. Một hình thức của carbon thì phải có chữ carbon ở đây thầy. AC thôi. Nha. Câu A là lựa chọn tốt nhất. Thầy chuyển sang câu số 9. Thì chỗ này có chữ important các bạn nè. Đây có đáp nè. Thầy chọn giả định. Thầy giả định thầy không chia động từ. Thầy chọn cái A. Đó. Bạn phải đang đứng đó khi anh ấy xuống máy bay. Thẻ giả định nha, bạn nào không biết thẻ giả định thì lên xem kênh YouTube của thầy á. Đã xem một xe
Chọn bài thấy giá điểm là xem. Không chia động từ. Thầy chuyển sang câu số 10. Các bạn nhé. Câu số 10. Sau nhiều năm nghiên cứu, các học giả cuối cùng đã quy cái vở kịch không có tên tuổi này cho ông này viết. Rồi đây nè. Các bạn có từ a cry to nè. Là gán cái này cho ông cái này nha. Đó, gán cái này cho ông này. Bạn nào học destination xem một sao trên kênh này sẽ thấy người ta có chữ này chữ tu. Và trong quyển Des thầy cũng ghi là attribute nè. Chấm 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 nè. Tu nè. Nó bằng với put down nè. Chấm 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 nè, tu nè. Đó. Các học giả cuối cùng cũng gán cái vở kịch này cho ông này viết. Ý nói là quy cho ông này rồi viết vở kịch này á. Các bạn nhá, sẽ đúng. Thầy chuyển sang câu tiếp theo. Nhân viên bảo vệ sẽ luôn luôn on hand là có mặt á. Nè, cái câu là dịch ra dễ òm mà. Mình đoán nghĩa dễ òm mà. Nha, đoán nghĩa dễ òm luôn. Sẽ on hand là sẽ có mặt á. Rồi chọn câu A. Mấy câu này nè, câu đúng hết các bạn. Rồi đây là một cái idiom đó các bạn. Rất quen thuộc luôn. Kéo cái vớ bạn lên. Là làm việc rất chăm chỉ. Chỗ này là opposite, là ngược nghĩa. Thầy chọn lười biếng. Câu D đúng các bạn nha. Đó, thầy chọn lười biếng đó. Ngược nghĩa. Cái idiom ta cho chúng ta là làm việc hết sức chăm chỉ. Câu số 12 chọn thầy câu D đúng nè. Bạn nào xem video của thầy nhớ like với thầy cả nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nha.